qua một con suối cạn, một cánh rừng nhỏ, đến trảm tranh đầu thung lũng, nhìn lại tứ bề vách núi dựng đứng. Thung lũng trở thành như cái giếng cạn khổng lồ. Bề mặt thung lũng được san bằng phẳng, khu trại được xây hai bên con đường băng ngang. Bên tay phải là trại tù, bốn bề có dây kẽm gai, hào sâu trồng cây xương rồng dày đặc. Bên tay trái cách cái ao nuôi cá là dãy nhà chỉ huy và nhà ở cán bộ. Bao nhiêu đó đã nói lên bao công trình của tù đã để lại, bao nhiêu mồ hôi đã đổ ra và bao nhiêu tuổi trẻ đã nằm xuống, còn ghi lại bởi những nấm mồ nằm chi chít trên một ngọn đồi đầy cỏ tranh, đất khô cằn, không trồng được cả loại khoai mì H-34. Sau tù Tàu Việt Nam Thương Tín xây dựng trại A, tù hình sự đến Xuân Phước xây dựng trại B, trại C và trại D. Họ phải chống lại nước độc và sương lam chướng khí, và phải đắng cây, săn đất, xẻ đường với dụng cụ thật thô sơ, và sức của người cồm cõi vì thiếu ăn. Họ phải kéo cày thay cho trâu bò. Không thể tưởng tượng được, đã cuối thế kỷ 20, người Việt vẫn còn làm công việc thay súc vật. Ở các nước văn minh, con vật cũng không làm việc nặng nhọc đó. Hình ảnh người kéo cày thay trâu trước đây chỉ đọc trong sách, không ngờ sau năm 1975 trở thành một hiện tượng phổ biến. Người cộng sản hãnh diện là họ là người tiến bộ, trong khi họ kéo đất nước lui hàng mấy chục năm. Phân trại C, tù hình sự tập trung không có án, đa số các em là dân Sài Gòn, con em của sĩ quan viên chức, cha đi cải tạo. Các em bị đuổi ra khỏi trường vì lý lịch. Có em cũng phạm lỗi, nhưng có em chỉ một tội: không công ăn việc làm, không được đi học. Công an phường khóm bắt đi cải tạo. Dân Sài Gòn không chịu nổi gian khổ, các em bỏ xác ở tại Bù Gia Mập, tại Bù Đốc, để phát quang cho thanh niên xung phong xây dựng khu kinh tế mới. Rồi các em được đưa ra trại Xuân Phước. 10 em từ khi bắt đầu lao động, lúc về chết hết 3. Vào đến trại, chúng tôi được đưa vào khu nhà tập thể. Ở đây những người đi ngày hôm trước đã có mặt, đa số là nhóm viên chức cao cấp và các tu sĩ từ Chi Hòa mới lên. Một số những người khác thì bị đưa vào giam ở Xà Linh. Lần này không ai suy đoán được lý do vì sao lại cách ly hàng loạt người, kể cả những người mới đến. Những bị cách ly lại phân ra hai trường hợp: trường hợp cùng chân ở Xà Linh và trường hợp ở ngoài. Tại tương đối yên tĩnh, không có sự kiện gì để phải trấn áp như những lần trước. Trong trại tù, nhiều trường hợp rất phức tạp. Đa số tù nhân đều tốt, nhưng cũng có thiểu số ngu xuẩn dựng nên chuyện báo cáo để lập công. Bọn an ninh thì như lũ kênh kênh, chỉ chờ có báo cáo là có dịp hành hạ tù để lập thành tích, nhận lãng hoa hay cờ thi đua của Trung ương. Dù sao, 5 tháng cách ly cũng là thời gian sung sướng ở trong tù, khỏi phải đi lao động ở ngoài. Tới bữa ăn, nhà bếp đem cơm nước đến tận cửa nhà. Tù cách ly được gọi là tù quý tộc, cơm bưng nước rót. Gia đình lên thăm, tôi nhận được hai tin buồn vui lẫn lộn. Mẹ tôi bị bệnh nặng, bà muốn lên thăm tôi mà không đi được. Và tin con trai tôi, Thủy Vũ, đã vượt biên qua đến Hồng Kông. Cho đứa con duy nhất mới 14 tuổi một thân một mình đi tìm tự do mà tôi mừng. Biết rằng tuổi Vũ còn nhỏ dại, cuộc ra đi là một sự phiêu lưu, nhưng dù sao hy vọng con biết lo lắng học hành để có một tương lai cho nó. Ở lại Việt Nam, nó sẽ không được đi học tiếp hết bậc trung học. Chính sách kỳ thị đã làm hại bao nhiêu đứa trẻ có cha anh đi học tập cải tạo. Không biết ngày tôi được về, mẹ tôi còn sống hay đã mất. Tôi còn được may mắn hơn nhiều anh em là thời gian ở tù, tất cả những người thân trong nhà đều lần lượt lên thăm tôi tại trại. Bà nội tôi chết, tôi không có ở nhà, và bây giờ tôi bệnh, tôi thật lo. Lúc nước sắp mất, cha mẹ muốn tôi ở lại để gần gũi gia đình, vì tôi là đứa con đi xa nhà sớm nhất. Cơ ngờ đâu, tôi ở lại đã không gần gũi được ai, mà còn là gánh nặng và mối lo âu của người thân. Nhớ đến mẹ, lòng tôi nặng trĩu. Hơn 40 tuổi, mẹ còn phải lo từng thức ăn,
từng món đồ dùng cần thiết cho tôi ở trong tù. Mẹ thật chu đáo, cứ tuần tự mỗi lần thăm, đồ dùng sắm đủ, mỗi kỳ một vật khác nhau. Mẹ nhớ không thiếu món nào. Cái khăn mặt chống rách là có cái khác, ống kem đánh răng sắp hết là có cái khác, cái bàn chải, quần lót, bít tất, khăn quàng cổ cho mùa lạnh. Tôi chưa bao giờ phải viết thư xin một thứ gì. Thư bị giới hạn khổ giấy, nên còn để viết lời thăm hỏi những người thân thương, những bà mẹ của tù cải tạo, những tấm lòng bao la vĩ đại. Có mẹ nhờ con dâu đã có chồng khác, tháng tháng mang quà thăm để con khỏi buồn, vì mẹ không muốn con lúc ở tù biết mình đã mất vợ. Có những mẹ vợ buộc con gái của mẹ phải tiếp tục đi thăm con rể dù đã lấy chồng khác. Tuổi trẻ năm tháng cô đơn phải thông cảm cho những người vợ trẻ. Người đàn bà Việt Nam làm vợ còn có nhiều lỗi lầm, nhưng làm mẹ thì tuyệt vời. 10 năm ra đời, nghĩ hổ thẹn, tôi chưa có một món quà cho ba mẹ, cứ miệt mài làm việc, mong có công danh cho cha vui lòng. Công danh sự nghiệp có những lúc nghĩ thật dại dột và buồn cười. Ảo ảnh hư danh mà con người cứ phải khổ, thành công hay thất bại, rồi có tồn tại hay không? Tháng Chạp năm 1982, trời quá lạnh, phân trại C trong thung lũng sâu càng lạnh hơn. Có đêm tất cả mọi người không nằm ngủ được. Cái sàn xi măng càng thấm và bốc hơi lạnh vào xương sống. Bao nhiêu cái áo cái quần mặc vào hết, rồi choàng cái mền ngồi hút thuốc lào chống lạnh. Nghĩ đến Đoàn Phan Trí, người bạn nhỏ bị bệnh lao phổi, đến Vũ Văn Ánh, Lê Văn Sanh, Trần Danh Sang, Hà Mạnh Phan đang nằm trong xà lim, lòng tôi xót xa. Qua một vài anh em bị kỷ luật ngắn ngày trong xà lim nhắn ra cho tôi, là họ bị hỏi về một âm mưu tổ chức đánh phá trại để đào thoát. Cụ Lê Sáng và Trung Quốc Bảo bị cáo là tổ chức dạy võ, và nhóm võ sinh sẽ là mũi xung kích trong vụ đánh tháo thân. Đồng thời trong trại có cuộc bầu cử tổng thống, cụ Lê Sang là trưởng môn Vô Vi Nam, bị Việt Cộng bắt vì những công việc tham gia tổ chức chống cộng từ trước thời năm 1954 ngoài miền Bắc. Trong tù, cụ là mẫu người chính trực không khuất phục. Cụ không làm một hành động gì chống đối, nhưng nếu mỗi khi bọn cán bộ lên mặt giáo huấn, cụ lại đem đạo lý làm người ra nói với chúng, nên chúng ghét tìm dịp đến nhốt cụ vào kỷ luật. Chuyện bầu cử tổng thống thì có người gán cho linh mục Nguyễn Văn Giàng. Nhân dịp Tết Tân Dậu, gia đình thăm gặp, cha có mời một số thân hữu đến ngồi ăn cơm. Những chuyện vặt vãnh như vậy, rồi do hiềm khích thiêu dịch để báo cáo hại nhau. Trong cảnh khổ thường tạo sự gần gũi những người đồng cảnh với nhau, nhưng cảnh khổ cũng sinh ra những con người không có nhân tính, chỉ vì tư lợi nhỏ nhen, sẵn sàng đạp lên xác đồng cảnh để sống. Mà chưa chắc họ nhận được sự ưu đãi của bọn cai tù, chỉ giúp cho chúng cơ hội để tăng thêm sự hành hạ đối với những người tù chúng không khuất phục được. Có người học bài học thủ đoạn của Cộng sản, dội xem nhau là nội thù, thi hành kế tá đáo diệt địch. Tôi đã kể về trường hợp mâu thuẫn giữa một bên gồm các anh Khúc Thừa Văn, Bùi Lượng, Trần Công Linh, và một bên gồm nhóm của anh Vũ Văn Ánh và Ngô Văn Ly. Mà giờ đây, trừ Ngô Văn Ly được thả ra, còn tất cả đều bị cùm chân đã gần 2 năm rồi. Ngô Văn Ly giải truyền đơn, lại được thả ra trước. Anh em tỏ ra nghi ngờ, và biết được hắn là bán cái cho người khác làm việc của hắn. Nên từ sự thán phục, nhiều người đã quay lưng và Ngô Văn Ly bị dồn lần đến thế cô lập. Đây là một phản ứng đúng đắn của tập thể, nhưng là một sự nguy hiểm. Vì con người quá khích, cực đoan và tham vọng như Ly, thường chỉ biết quán trách người khác và thù hận mà không bao giờ tự biết lỗi của mình. Việt Cộng là một tập thể bán nước hại dân, không ra gì, cũng đang đi lần đến chỗ mâu thuẫn sụp đổ. Nhưng người quốc gia thì chưa hình thành được gì hết. Tại Xuân Phước, nơi tập trung những người cầm đầu những vụ phản động phục quốc lớn nhất, bị những bản án dài nhất, nhưng cũng mới tỏ ra là những tổ chức lẻ tẻ, nhưng sự ô hợp đầy mâu thuẫn. Mà cũng chỉ là những mâu thuẫn do những sai biệt nhỏ nhặt trong đời sống, chưa tìm ra được người nào có ý kiến sâu sắc, nhìn khắp những vấn đề quan trọng. Chưa có ai tỏ ra là một chính trị gia có tầm cỡ, kể cả những người từng thành công ở chế độ cũ, làm nên đến hàng lãnh đạo,
là các ông cựu tổng trưởng. Những người tù có thiện chí nhưng xét mình không đủ tài năng, không đủ phương tiện, sẵn sàng tham gia vào những lực lượng chống cộng, như là một người lính chiến chỉ còn biết chờ đợi và không biết chờ đợi đến bao giờ. Đa số nhân tài đã ra đi, nhưng đa số này thường là những người tham lợi, tâm hồn bạc nhược. Biết có ai thức tỉnh để lãnh đạo dấy lên một phong trào để quy tụ sức mạnh chống cộng hay không? Hay là cũng tan nát vì chia rẽ? Miền Nam trước kia không thiếu nhân tài, bao nhiêu người đi học ngoại quốc đỗ đạt cao, nhưng nhiều người đã thiếu vốn liếng tinh thần nên họ chỉ là những chuyên viên và chỉ biết mưu cầu quyền lợi cá nhân. Khi đất nước gần suy sụp, họ đã ra đi không thương tiếc. 100 năm lệ thuộc, hơn 20 năm chiến tranh, lòng người ly tán, biết bao giờ tổ quốc mới có cơ hội phục hưng. Thời gian trước năm 1975, trong khi xã hội băng hoại vì vật chất, đa số con người nắm chính quyền đều chạy theo quyền lợi cá nhân và vớ vát. Nhưng tôi biết vẫn có rất nhiều người thanh liêm trong sạch. Người ta từng nói tới tướng thắng, tướng trưởng, tướng chinh, tướng hiếu. Dù tôi không có cơ hội gần gũi những người nổi tiếng đó, nhưng tôi tin là dư luận đúng. Vì tôi gặp được nhiều người cũng có tinh thần đó, nhưng họ không giữ địa vị quan trọng nên không được nhắc đến. Nên tôi cũng thường ca ngợi những người được dư luận ca ngợi và đóng góp xây dựng những quyền toàn. Vì xã hội còn nửa cổ kính, nửa văn minh, vừa nông nghiệp, nửa thành thị như xã hội Việt Nam, người dân cần người lãnh đạo có quyền toàn. Tôi không hiểu những người được ca ngợi đó, có người đã chết, nhưng những người còn sống có chuẩn bị để làm nên nghiệp lớn cho dân tộc, chuẩn bị đánh đổ cộng sản, một chế độ đang suy sụp hay không? Tên tuổi những người đó được những người nổi dậy trong nước sử dụng như một lời hiệu triệu tập hợp cũng là một điều rất ích lợi. Trong cái hư đó, nếu có cái thực chuẩn bị tiếp theo thì rất là hay. Nhưng e rằng những tên tuổi lớn đó cuối cùng cũng chỉ là hư danh. Thời gian ở tù, tôi cũng có nhiều dịp để khâm phục những người tù bất khuất. Tôi đã có dịp nêu tên tuổi ở những phần đầu khi tôi gặp họ ở trại tạm giam. Ở phân trại C này, tôi tiếp tục khâm phục một người khác, Linh Mục Phan Thanh Luân. Cha Luân sinh quán Phan Rang, cha còn trẻ, khoảng 37 tuổi, bị kết án chung thân vì tổ chức phong trào chống cộng ở địa phương. Vào trong tù, cha vẫn tiếp tục chống đối. Bao nhiêu lần viết kiểm điểm, cha đều viết vỏn vẹn mấy chữ: chế độ cộng sản độc tài tàn bạo, nặng trừng phạt trả thù, không có khoan dung. Cha Luân đã bị nhốt xà lim nhiều lần. Các cha khác khuyên cha nên nhẫn nhục hơn, nhưng cha đã dứt khoát trả lời: cha muốn làm một viên gạch lót đường cho người yêu nước bước lên đi tới. Trong đợt kiểm điểm cuối năm 1982, cha Luân lại chỉ biết như cũ. Cha Luân bị nhốt từ tháng 12 năm 1982 đến khi tôi rời trại Xuân Phước tháng 10 năm 1986. Nhiều người khác đã chết, nhưng cha vẫn còn sống. Cha đã yếu lắm. Lần cuối cùng khoảng giữa năm 1986, an ninh gọi cha ra để viết kiểm điểm. Cha Luân trả lời: cha không biết viết. Cha Luân đã quyết chết. Ý nguyện của cha là làm viên gạch lót đường, nhưng không biết có người nào bước lên viên gạch tân luân để đi được bước vững chắc trong sứ mạng chống cộng hay không. Có lẽ giờ đây cha Luân đã chết. Cha sống được cho đến ngày tôi rời trại tháng 10 năm 1986 đã là điều lạ lùng. Đã từng nhiều lần ở xà lim, tôi biết sức chịu đựng con người cũng giới hạn. Trước đây sang ánh chịu hơn 2 năm, chúng tôi khâm phục lắm. Chế độ kỷ luật chỉ ăn 9 ký mỗi tháng trên lý thuyết, trên thực tế có thể ít hơn. Có nhiều người như Lê Quang Minh rất khỏe mạnh, đã chết sau 3 tháng. Thiếu tá Bùi Nguyên Nghĩa chỉ chịu có 2 tháng là chết. Xà lim trại cải tạo, nơi chứng nghiệm sức mạnh của tinh thần và niềm tin, nếu bình tâm, thoải mái, tự tin, có thể kéo dài được sự sống hàng nhiều năm. Nếu lo âu bức rứt, tiếc nuối ân hận thì sẽ chết trong thời gian ngắn. Tháng 3 năm 1983, chúng tôi được chuyển trại ra khu B.
nhưng anh ở kỷ luật vẫn tiếp tục bị giam giữ. Bọn chỉ huy đã xin cả một đại đội địa phương từ trên tỉnh xuống Bảo Đại sau khi đã bắt giam và cô lập một số người bị nghi ngờ. Bọn chúng tin là tù có thể nổi loạn thì ít, mà muốn làm lớn chuyện đã lập công thì nhiều. Vì có thể chúng hy vọng giam một số người đông đảo trong tù, sẽ có người chịu không nổi sẽ nhận tội. Và đối với pháp chế cộng sản, chỉ cần một số ít người nhận tội là chúng có thể đưa một đám đông ra tòa, tạo thành một vụ án to lớn để báo lên Bộ Nội vụ. Lúc đó tại Xuân Phước lại được thưởng lãnh qua, bọn chỉ huy về an ninh lại được thăng cấp. May mắn là không ai chịu nhận những cáo buộc tày trời đó, mà tội danh đó trong trại có thể bị xử tử hình. Không kể các anh Vũ Văn Ánh, Khúc Thừa Văn, Bùi Lượng bị giam đã gần 2 năm, nhưng vụ Ngô Văn Ly xả trường đơn, những người khác mới bị giam hơn 5 tháng mà ai nấy đều chỉ còn da bọc xương. Những lúc tù trong xà lim được dẫn đi tắm, nhìn thân thể tàn tạ của họ, không ai khỏi xúc động. Thất thiểu dắt díu nhau để đi, người còn khỏe dù người yếu hơn. Được đi tắm là một đặc ân đối với người bị kỷ luật, có khi mỗi tháng một lần, có khi 3 tháng chưa được nhắc tới. Tắm đối với người ở xà lim là một hạnh phúc lớn lắm. Được rút chân ra khỏi cầu một lúc, được đi ra ngoài trời, được nhìn và sưởi trong nắng, được nghe và hưởng gió mát, được hít không khí trong lành, được tạm quên mùi hôi thối do nước tiểu và phân của chính mình bài tiết ra trong cái thùng đạn đại liên đầy đến miệng mà trật tự cũng không đổ đi, được ngâm mình trong nước một lúc. Do đó dù có gần chết đến nơi, được tắm cũng ráng mà dìu nhau đi. Tắm đối với phân trại B không những quý đối với tù tạm giam ở xà lim, mà còn quan trọng với ngay cả tù được đi lao động. Đó là một chính sách của trại đối với những người tù cải tạo không tiến bộ. Hệ thống bơm nước và các hố chứa trong trại bị cắt, trại không có giếng vì nằm trên đồi đầy đá. Nước lấy từ con suối Trà Bương, suối nước ở rừng núi miền Trung mùa mưa nước lũ tràn bờ chảy như thác. Nước suối mùa mưa rất độc vì nước cuốn theo bao nhiêu rác rến lá cây độc, nhất là lá cây sơn, thân cây sơn mục. Mùa mưa nào đem về lòng suối càng nhiều lá cây mục thì năm đó có nhiều người chết vì những chứng bệnh lạ, sốt lên rồi chết nhanh chóng, kể cả ngoài khu dân cư bên kia suối. Mùa nắng, suối dần dần cạn, khô lại, chỉ còn nước ở những nơi trũng không thông được. Quãng nước ao tù đó dùng nhiều công việc, tưới rau cho đội rau xanh, đội vệ sinh, đội rửa thùng phân và thùng nước tiểu, đội chăn nuôi cho bò uống nước, cán bộ giặt quần áo và tù tắm giặt nấu ăn uống. Nhưng được lặn hụp trong khoảng nước đục ngầu chứa đựng đủ thứ rác rến, phân người, phân súc vật, băng vệ sinh phụ nữ đó không phải là dễ, vì phải lao động tốt. Quy chế mới được ban hành, tù chỉ được tắm mỗi tuần 2 lần theo tiêu chuẩn, còn những lần tắm khác nếu có là do sự thông cảm của cán bộ nhận xét qua thành tích lao động của mỗi buổi. Lệnh ban ra thật gọn gàng và nhẹ nhàng. Không lao động không được tắm và lấy nước về nấu rửa. Tới gần cuối giờ lao động mỗi buổi, tất cả tù trong đội đều hồi hộp chờ một lệnh ban ra thu dụng cụ đi tắm hay là thu dụng cụ về trại, kèm theo chỉ thị kiểm điểm của anh A, anh B vì lao động lề mề, vì cải thiện linh tinh. Một người làm sai, cả đội bị trách nhiệm lây. Do đó tập thể phải thúc đẩy, xây dựng lẫn nhau, nghĩa là phải đấu tranh tố cáo nhau kịch liệt. Người tù ngây thơ nào cũng biết đó là mưu kế của Việt Cộng để gây mâu thuẫn và hiềm khích. Tình đồng cảnh cũng mạnh nên thảo luận qua quyết, phê bình đại khái, rồi cười thông cảm. Nhưng chuyện không xảy ra một ngày, một buổi, mà sự việc xảy ra đều đều mỗi ngày trong nhiều năm. Mùa hạ nắng chang chang như đổ lửa, mồ hôi quyện với tro than vì cuốc gốc mía mới đốt, mặt mày lấm tềm lên như mọi, thì một phút nhảy ùm xuống nước cũng rất cần, đừng nói khẩn trương trong 5 phút tắm. Trường hợp đó mà phải vác cuốc về trại vì A, B gì đó làm lao động lề mề, dựa dẫm, dù có biết đó là âm mưu của Cộng sản gây nên hiềm khích, vẫn cứ tố nhau, phê bình nhau, đấu tranh thật tình.
đề nghị biện pháp xử phạt lên cán bộ quản giáo. Cán bộ quản giáo có cùng một người tù, có hạn chế mức ăn, cấm viết thư thăm gặp cũng do đề nghị của đội, của tập thể, không phải là ý riêng của cán bộ. Nhờ những biện pháp như tù phải đi chân đất đi làm, ăn uống theo các tiêu chuẩn bình bầu, chế độ tắm rửa, chế độ giam cầm kỷ luật. Trại Xuân Phước, tức trại A-20, nổi tiếng toàn quốc là trại trừng giới ác liệt, là địa ngục trần gian. Đối với anh em kỷ luật, chúng tôi phải nghĩ làm cái gì cho họ. Một viên thuốc, một cục đường trong xà lim, giá trị gấp trăm gấp ngàn lần ở ngoài. Móc nối được hai trật tự Dũng và Cảnh, anh Phạm Văn Đồng đã tổ chức được hai hình sự Sơn và Thuận sẵn sàng bay, tức là nhảy tường đem đồ tiếp tế vào khu xà lim. Giờ bay là những buổi trưa phiên trực của Dũng và Cảnh. Đường dây tiếp tế kéo dài được gần 3 tháng, đến ngày 9 tháng 6 thì bể. Nguyên do trong một phòng giam có anh Trần Quý Phong và anh Bùi Ngọc Phương. Anh Phong nhận tiếp tế chia chác không đều. Ông Phương đòi thêm. Anh Phong đã nặng lời với ông Phương nên ông Phương tức giận tố cáo. Và tai hại là khi bị xét, anh Trần Quý Phong còn giữ số quà chưa ăn hết. Sơn, Thuận, Đồng và Ngô Ly bị bắt sau đó vài ngày. Các anh Nguyễn Chí Hiền, Nguyễn Hữu Giao và tôi bị bắt. Chúng tôi nhận là có cho Đồng và Ly quà. Các anh Giao, Hiền được thả ra sau một tuần kỷ luật và tôi tiếp tục bị giam. Nguyễn Minh Lý, tức Lý Lé, trưởng ban an ninh tổng trại làm việc với tôi. Hắn nói đáng lẽ giam tôi cùng đợt đưa vào trong C năm ngoái, vì tôi đã tổ chức một đảng chính trị trong trại tên là Lực Lượng Dân Tộc Việt, và chính tôi đã tổ chức vụ tiếp tế cho đồng bọn ở trong xà lim. Tôi nghĩ hắn nói dốc, chắc là hắn mới nhận được báo cáo của một tên đặc điều nào đó, vì nếu tôi bị báo cáo từ trước, làm sao hắn chừa tôi ra không nhúc. Tôi nhất định khai là tôi chỉ cho quà do em Đồng xin. Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau về những lời khai từ khi mới bắt đầu làm công việc nguy hiểm. Còn tổ chức đảng chánh trị là một điều không thể có. Và lại cái tên Lực Lượng Dân Tộc Việt là một tên của tổ chức chánh trị có từ trước năm 1975. Nếu tôi có tổ chức đảng chánh trị, tôi không đặt trùng hợp như vậy. Lý cho bắt nhốt thêm những người bạn thân của tôi là Khổng Hữu Diệu, Trịnh Đình Lâm, Co Soi Biên, Nguyễn Tú Cường. Hai chân tôi bị còng chéo đến bức cung. Còng chéo, hai chân bị đóng cứng chặt giữa hai cái còng hình chữ U và thanh sắt xuyên. Vì độ cao của thanh sắt dở hỏng hai chân lên, thành ra không thể nằm thẳng lưng. Vì nằm thân mình căng ra, hai chân bị siết chặt vào sắt, đau buốt tận tủy ốc, đau đớn liên tục. Những người bị còng phải dùng hai khuỷu tay để chống hoặc cởi tất cả áo quần ra, chêm ngang thắt lưng mới chịu được một thời gian. Chờ một vài ngày, hai cổ chân gầy đi, xoay được lật úp lại thì hai chân sẽ thẳng ra, nhưng phải nằm sấp. Nhưng chỉ trong vài ngày, chân đã sưng húp vì ban đêm bị lắc còng điểm danh. Cách bức cung này không ai có thể chịu được, phải khai và nhận. Đoán hắn dựa vào báo cáo mù mờ và không có thật, nên phải khai báo thế nào để hắn có thể chấp nhận được. Sau một tuần bị cùng chéo, tôi khai rằng tôi được chỉ định đọc báo cho toàn nhà nghe. Thỉnh thoảng giờ rảnh rỗi ngồi với nhau cũng bàn với các bạn những điều đăng trong báo. Đó là bài tham luận của Nguyễn Lam trong Đại hội kỳ 5, xác nhận những sai lầm về kinh tế. Trong khi nói với bạn bè, tôi có đưa ý kiến riêng là khi đã nhận là sai lầm kinh tế, tức phải có những biện pháp đổi thay. Mà đã thay đổi kinh tế thì phải thay đổi chính trị ở mức độ nào đó. Phải đến lúc Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần đến sự trợ giúp của người Mỹ, và phải có những thay đổi cần thiết. Những điều tôi nói đó không xa sự thật, không mới mẻ gì. Vì từ đầu khi tôi bị bắt, tên trưởng ban chấp pháp Đại tá Nam Thành ở Sở Công an thành phố nói với tôi là hắn và thượng cấp của hắn biết là chỉ có Mỹ mới giúp cho Việt Cộng thoát khỏi những khó khăn kinh tế. Nhưng theo hắn, Mỹ sẽ đến Việt Nam với những điều kiện Việt Cộng đặt ra. Tôi cũng nghĩ Mỹ sẽ trở lại Việt Nam nhưng với điều kiện của Mỹ đặt ra, sau khi đã cô lập đến độ làm Việt Cộng phải ngã quỵ, quỳ xuống van xin. Dĩ nhiên, tôi không nói điều tôi nghĩ ra. Tôi giả nghe Nam Thành nói nhưng nghe một điều mới lạ.
Bây giờ tôi dùng lý luận đó để nói với tên Lý, một cán bộ cấp thấp, để nó thấy điều tôi nói hợp lý, không buộc tội tôi càng tốt. Còn nếu làm hồ sơ, tôi sẽ viện dẫn những điều tôi nói là tài liệu tôi đọc được của Nguyễn Lập. Tôi đã đối phó đúng. Các người bạn tôi được thả ra trong thời gian ngắn, và tôi được thả ra sau 3 tháng bị giam xà lim. Không thể tiếp tế được cho các bạn bè còn bị nhốt, và hậu quả trầm trọng đã đến. Tháng 11 năm đó, ông Bùi Ngọc Phương chết. Tội nghiệp một con người được tiếng là tỷ phú, mà đến lúc chết thèm một chút hơi béo, một hơi ngọt mà không có. Rồi lần lượt lên một Nguyễn Huy Chương, Bùi Lượng, anh Đức, Khúc Thừa Văn và lên một Nguyễn Văn Vàng chết trước, sau, tùy sức chịu đựng của mỗi người. Khúc Thừa Văn bị quá kiệt lực, được đưa ra trạm xá. Gặp lúc gia đình có thân nhân là cán bộ Việt Cộng xin phép Bộ Nội vụ đến thăm, nhưng quà đến quá trễ, không đủ phục hồi được một thân thể đã kiệt sức hơn 3 năm bị giam kỷ luật. Trước khi chết, anh Văn còn đủ tỉnh táo để mời những người bệnh nằm chung mỗi người một điếu thuốc, và gửi cho anh em hình sự 2 điếu để ngày hôm sau chuyển lại cho Mai Văn Hoàng và tôi, là hai người mà anh Văn cho rằng đã hiểu anh, không phải là người hèn nhát. Những người khác như các anh Lê Văn Sanh, Trần Danh Sang, Đoàn Phan Trí, Biểu Văn Ánh, Nguyễn Minh Hoàng, Châu Sáng Thế, Nguyễn Hữu Nghĩa, cụ Lê Sáng, nhờ được lệnh chuyển trại của Bộ Nội vụ, cuối năm 1984 đến trại mới, họ được ra khỏi kỷ luật nên thoát chết thảm vì đói và kiệt lực trong xà lim. Đây là những người tù bất khuất, nếu không công khai chống đối thì cũng là người luôn luôn giữ tư cách đúng đắn, để lại trong lòng anh em sống chung những tình cảm tốt đẹp.